Tôi chuyển đến sống ở thị trấn của bạn gái, và tôi đã phá vỡ một quy tắc không nên phá vỡ, và bây giờ tôi quá sợ hãi khi ra ngoài. Tôi gặp bạn gái của mình, hãy gọi cô ấy là Diana, khi tôi đang sống ở một thành phố nhộn nhịp. Cô ấy làm việc cùng văn phòng với tôi. Chúng tôi đã biết nhau khoảng 1 hoặc 2 năm khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò. Cô ấy sẽ kể cho tôi nghe những câu chuyện về quê hương của cô ấy và những hoạt động huyền bí xảy ra ở đó. Cô ấy là một trong những người rất quan tâm đến những điều huyền bí. Tôi không tin những câu chuyện của cô ấy vì tôi không tin vào những thứ huyền bí. Cô ấy luôn trông tràn đầy sức sống mỗi khi kể về những hoạt động huyền bí hoặc những câu chuyện cô ấy nghe được từ người khác. Sau vài tháng kể từ khi chúng tôi bắt đầu hẹn hò, cô ấy đã có việc làm tại quê nhà và chuyển đến đó. Tôi muốn đến đó cùng cô ấy, nhưng không có việc làm nào ở đó. Ít nhất là trong vài tháng đầu. Tôi đã nộp đơn xin một vài công việc ở thị trấn của cô ấy, và cuối cùng cũng có thể tìm được một công việc. Tôi không thể chờ để gặp lại cô ấy vì tôi đã không gặp cô ấy trong nhiều tháng. Tôi nhớ Diana và gia đình cô ấy đã chào đón tôi nồng nhiệt như thế nào khi tôi mới đến thị trấn. Họ cho tôi ăn những món ăn ngon tại nhà cô ấy, và tôi đã xây dựng mối quan hệ gắn bó với gia đình cô ấy. Ngoài cha mẹ, cô ấy còn có một cô em gái là cả thế giới đối với cô ấy. Em gái cô ấy tên là Lily. Cô ấy là một cô bé nhút nhát, ít nói và hầu như không nói chuyện với bất kỳ ai. Diana đã kể với tôi rằng Lily thường xuyên bị ốm như thế nào và không có bác sĩ nào biết cô ấy bị bệnh gì. Diana thường kể với tôi rằng cô ấy và gia đình nghĩ rằng có điều gì đó khác khiến Lily bị bệnh thường xuyên như vậy. Vào ngày gia đình cô ấy chào đón tôi, bố cô ấy Daniel đã đưa tôi vào phòng của ông ấy. Tôi tự hỏi ông ấy đang cố làm gì. Con trai, tôi nghe nói con sẽ sống ở thị trấn này. Daniel nói, ánh mắt ông ấy nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi gật đầu đáp lại câu hỏi của ông ấy. Sau đó, có những quy tắc mà bạn phải tuân theo. Daniel hắng giọng. Không được câu cá ở bến tàu sau 12 giờ đêm. Không được vào rừng sau 9 giờ tối. Và cuối cùng, không được đi bất cứ đâu gần bãi biển về phía nam khi hoàng hôn buông xuống. Quy tắc cuối cùng này là quy tắc mà bạn không bao giờ được vi phạm trong bất kỳ trường hợp nào. Tôi gật đầu, mặc dù tôi không tin ông ta. Tôi tin rằng mọi thứ đều phải có lời giải thích khoa học và những thứ huyền bí được con người tạo ra như một cách để giết thời gian hoặc để giải trí. Sau đó, tôi quay lại dùng bữa tối với gia đình. Phần còn lại của ngày diễn ra bình thường. Rõ ràng là tôi không thể ở nhà Diana, nên cuối cùng tôi đã thuê một nơi gần nhà cô ấy. Thỉnh thoảng chúng tôi sẽ đi chơi khi tôi quen với thị trấn của cô ấy. Mặc dù tôi không tin cha cô ấy Daniel đã nói, tôi vẫn tránh vi phạm các quy tắc mà ông ấy đề cập vì tôn trọng ông ấy. Một ngày nọ, khi chúng tôi đang hẹn hò tại một quán cà phê địa phương, tôi đã nhắc đến những gì bố cô ấy đã nói với tôi. Danh sách các quy tắc của ông ấy. Ừ, cô ấy nói. Miễn là anh không ở đó vào thời điểm bố tôi nhắc đến, thì anh vẫn an toàn. Tôi phải thừa nhận. Sự rùng rợn của những quy tắc đó đã làm tôi phát điên. Lúc đầu, tôi nghĩ rằng tất cả chỉ là một mưu mẹo của bố cô ấy để khiến tôi chia tay cô ấy. Nhưng khi thấy chính cô ấy xác nhận những quy tắc của ông ấy, tôi không còn chắc chắn nữa. Khi tôi đã quen với thị trấn hơn, tôi sẽ đến bãi biển xinh đẹp này để thư giãn. Tôi sẽ sử dụng chiếc xích đu trong rừng dẫn đến bãi biển. Tôi có thể ngắm bãi biển từ đó. Luôn có một bà lão tốt bụng. Hãy gọi bà là Matilda. Luôn nói chuyện với tôi bất cứ khi nào bà thấy tôi ở đó. Bà sẽ đến đó hầu như mỗi buổi tối để lấy củi đốt. Tôi thích những ngày đó. Tôi thích những cuộc trò chuyện của chúng tôi. Cô ấy kể cho tôi nghe những câu chuyện về quá khứ, về thời cô ấy còn trẻ. Và mỗi ngày, khi hoàng hôn buông xuống, cô ấy sẽ vội vã trở về nhà sau khi bảo tôi không nên nán lại lâu hơn. Mặc dù tôi sẽ làm vậy mà không cần cô ấy nhắc nhở. Và một ngày nọ, khi tôi đang thư giãn trên một chiếc ghế dài ở bãi biển vào buổi tối, tôi ngủ thiếp đi, vì tôi đã không ngủ ngon vào đêm hôm trước. Tôi đã có một cơn ác mộng kỳ lạ về một ông già đang siết cổ tôi khi tôi đang ở trên ghế dài và tỉnh dậy. Không có ai ở đó. Mọi thứ thật yên tĩnh với tiếng sóng vỗ. Trời tối, những đám mây trên bầu trời nhuốm màu đỏ. Tôi nhìn đồng hồ. Trời đã hoàng hôn. Đột nhiên, tôi cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Như thể tôi không đơn độc. Tôi nhanh chóng quay trở lại khu rừng để về nhà. Khi đang đi trong rừng, tôi nhìn thấy bà lão.
vẫn là người mà tôi vẫn thường nói chuyện với tôi ở đằng xa. Bà đứng hoàn toàn bất động, quay lưng lại. Tôi không để ý cho đến khi tôi đến đủ gần bà ấy. Bà ấy không có chân, và bà ấy lơ lửng trên mặt đất. Bà ấy quay lại nhìn tôi. Hốc mắt bà ấy trống rỗng, và bà ấy cười tua toét đến tận mang tai. Điều đó không thể xảy ra với con người. Ngay lúc điều đó xảy ra, tôi nghe thấy tiếng phụ nữ cười từ mọi hướng. Họ cười nghe có vẻ rất cuồng loạn. Tôi bịt tai và quay mắt đi khỏi bà ấy. Và rồi, khi tôi nhìn về nơi bà ấy đứng trước đó, bà ấy đã biến mất. Tôi chạy nhanh nhất có thể. Những tiếng cười vẫn ở đó, vang vọng từ mọi hướng. Âm lượng của chúng không thay đổi cho dù tôi đi xa đến đâu. Tôi bịt tai và đi về nhà. Những người trên phố nhìn tôi bằng những ánh mắt kỳ lạ, như thể họ đang nhìn chằm chằm vào một người đã phát điên. Ngay khi tôi bước vào nhà, tiếng cười đã dừng lại. Mọi thứ vẫn yên tĩnh như mọi khi. Tôi vào phòng và lấy hết can đảm nhìn qua cửa sổ. Không có gì bất thường. Tôi nhìn bầu trời hoàng hôn và tự hỏi liệu điều này có tiếp diễn không. Vào lúc đó, những lời cảnh báo của Daniel lại hiện về trong đầu tôi. Đừng đi đâu gần bãi biển phía nam lúc hoàng hôn. Tôi tự hỏi, liệu đây có phải là bãi biển mà ông ấy đã nói với tôi trước đây không? Tôi lo lắng về những gì có thể xảy ra tiếp theo. Tôi đã không đến bãi biển đó nữa, nhưng cảm giác đó vẫn luôn ở đó. Tôi cảm thấy như có thứ gì đó đang theo dõi tôi bất kể tôi đi đâu. Đôi khi, tôi cảm thấy có ai đó chạm vào vai tôi hoặc kéo nhẹ quần áo tôi. Và không có ai ở đó khi tôi quay lại nhìn. Tôi không nói với Diana hay bất kỳ ai về chuyện này. Tôi tin rằng đó là gánh nặng của riêng tôi và chỉ riêng tôi. Tôi cũng không nhìn thấy bà lão trong nhiều ngày. Kể từ khi chuyện này xảy ra, tôi đã dùng thời gian rảnh rỗi của mình để đi dạo quanh thị trấn. Lúc đó, tôi không để ý, nhưng tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy bà lão khi tôi đi dạo quanh thị trấn. Nhiều ngày trôi qua như vậy mà không có thêm sự cố nào nữa. Một ngày nọ, khi tôi đang đi làm về, tôi thấy bà lão đứng đó trong rừng. Bà ra hiệu cho tôi đến gần hơn, nhưng tôi quá sợ để đến gần bà. Bà cứ ra hiệu liên tục, nhưng tôi không để ý đến bà. Khi đi ngang qua bà, tôi liếc nhìn bà. Bà trông bình thường, như bà vẫn thường thế. Tôi vẫn không thể vượt qua được vẻ rùng rợn của bà khi hoàng hôn buông xuống vào ngày cuối cùng tôi nhìn thấy bà. Này con trai, cô ấy nói, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau, con thế nào rồi? Tôi nghĩ là tôi vẫn ổn. Tôi trả lời, Sonny, bà có một món quà dành cho cháu. Cháu có thể đi cùng bà không? Bà lão háo hức hỏi. Chắc chắn rồi. Tôi trả lời với một chút do dự. Sau khi ra hiệu cho tôi đi theo bà ấy dẫn tôi đến nhà bà ấy trong thị trấn. Ngôi nhà trông rất đẹp, như thể nó mới được xây dựng ngày hôm qua. Ngôi nhà tràn ngập ánh sáng. Khi bước vào nhà bà ấy, tôi nhận thấy rằng ngôi nhà hoàn toàn trống rỗng. Bà sống ở đây một mình à? Tôi hỏi với giọng tò mò. Vâng, tôi có một vài đứa con nhưng chúng đều ở xa thị trấn. Bà lão trả lời. Bà ấy dẫn tôi vào phòng khách và ra hiệu cho tôi đợi. Ngôi nhà được thắp sáng với rất nhiều đèn nhỏ nhiều màu sắc. Có vẻ như ngôi nhà đã được chuẩn bị cho một bữa tiệc. Không lâu sau, bà ấy mang cho tôi một miếng bánh sô-cô-la. Cắn một miếng đi, con trai. Bà háo hức nói, không lãng phí thời gian, tôi cắn một miếng bánh sô-cô-la. Nhưng ngay lúc tôi làm vậy, nó có vị như bùn và tôi lập tức nhổ nó ra. Bà lão vẫn ở đó, háo hức quan sát tôi. Bà bắt đầu cười. Sonny, ăn thêm miếng nữa đi, bà nói. Vị của nó tệ quá. Tôi nói với bà ấy có vẻ thất vọng. Sau đó, bà ấy cầm miếng bánh và đi ra khỏi phòng khách. Tôi đã rất bối rối tại sao chiếc bánh lại có vị như bùn khi rõ ràng đó là bánh sô-cô-la. Tôi vẫn còn cảm thấy vị khó chịu của nó trong miệng. Nó đủ để khiến tôi cảm thấy cực kỳ buồn nôn. Tôi không thể ở lại đó thêm nữa, nên tôi ra khỏi nhà và chạy về nhà. Tôi lại nhận được những ánh nhìn kỳ lạ từ mọi người trên phố. Giống như tôi là một người điên vậy. Lúc đó, tôi không thể dừng lại để nghĩ về chuyện đó vì tôi quá buồn nôn. Ngay khi về đến nhà, tôi đã nôn trong phòng tắm trên bồn cầu. Tôi không nhìn vào bồn cầu và xả nước. Toàn thân tôi cảm thấy yếu ớt như thể tôi bị sốt nặng. Tôi nằm xuống giường để nghỉ ngơi và ngủ thiếp đi một lúc. Tôi thức dậy vì tiếng chuông điện thoại. Đó là Diana gọi tôi. Tôi nhấc máy. Anh yêu, anh ổn chứ? Diana có vẻ lo lắng. Ừ, tôi ổn. Chỉ thấy hơi buồn nôn thôi. Giờ tôi thấy khỏe hơn rồi. Tôi nói mà không suy nghĩ. Tốt lắm. Cô ấy nói như thể cô ấy không tin tôi.
Tôi cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ. Cô ấy im lặng một cách bất thường và không nói gì trong một lúc. Anh yêu, làm ơn. Làm ơn hãy nói cho em biết sự thật. Cô nói, giọng nghiêm túc. Anh đã làm gì ở Nghĩa Trang? Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Tôi thực sự bối rối trước lời nói của cô ấy. Tôi không đến bất kỳ Nghĩa Trang nào. Cái gì? Tôi không đến Nghĩa Trang kể từ khi đến thị trấn này. Tôi nói, thực sự bối rối. Anh yêu, rất nhiều người đã nhìn thấy anh ở Nghĩa Trang ăn đất. Cô ấy nói với tôi, anh đã rời đi trước khi bất kỳ ai có thể can thiệp. Nghe điều này khiến tôi lạnh sống lưng. Tôi có bị mất trí không? Tôi thực sự đã ăn đất trong nghĩa địa sao? Hay mọi người nhầm tôi với người khác? Nhớ lại những gì đã xảy ra trong quá khứ, tôi đi đến kết luận rằng những gì bạn gái tôi nói là sự thật. Chúng tôi nói chuyện thêm một chút và cô ấy thực sự có vẻ lo lắng. Sau đó, cô ấy cúp máy. Ngày hôm sau, khi tôi tan làm, Daniel gọi điện cho tôi và bảo tôi đến sớm nhất có thể. Vì vậy, tôi đã đến đó. Tôi gõ cửa trước và Diana mở cửa. Cô ấy trông có vẻ lo lắng. Cô ấy ra hiệu bảo tôi vào nên tôi vào. Cô ấy dẫn tôi vào phòng khách và bảo tôi ngồi xuống ghế sofa. Cô ấy ngồi ngay cạnh tôi và nắm chặt tay tôi. Vài phút sau, Daniel bước vào phòng khách và ngồi xuống cạnh Diana. Vậy, con trai. Ông bắt đầu. Ta nghe nói con đã làm một số điều đáng ngờ ở Nghĩa Trang. Không khí im lặng. Tôi ngần ngại không muốn nói chuyện. Được rồi. Daniel phá vỡ sự im lặng. Vì chuyện này xảy ra, anh hẳn đã ở lại bãi biển phía nam khi hoàng hôn buông xuống. Ông ấy nói đúng. Tôi gật đầu. Biểu cảm của ông ấy chuyển sang hơi tức giận. Con trai, ông nói. Ta đã nói rõ với con rồi, đừng ở lại bãi biển phía nam lúc hoàng hôn. Tôi đã giải thích với ông ấy những gì đã xảy ra với tôi ở đó một cách chi tiết, cũng như mọi thứ đã xảy ra giữa tôi và bà lão. Tôi hiểu rồi, anh gặp bà lão này hầu như mỗi tối phải không? Daniel hỏi. Vâng, tôi trả lời. Cô ấy nói tên cô ấy là gì vậy? Daniel hỏi. Mathilda, tôi trả lời. Mắt Daniel mở to. Tôi nhìn Diana. Cô ấy cũng có phản ứng tương tự. Im lặng trong vài phút. Con trai. Daniel trả lời. Mathilda đã mất cách đây nhiều năm. Bà ấy là mẹ của tôi. Và bà ấy là bà của Diana. Tôi bị sốc đến tận xương tủy. Tôi không thể tin được. Điều này có nghĩa là bà lão mà tôi đã nói chuyện suốt thời gian qua chính là bà của Diana. Những câu hỏi liên tiếp hiện lên trong đầu tôi. Tại sao bà lão lại nói dối về việc con cái bà ở xa, nếu bà là một hồn ma? Bà ấy có phải là người xấu xa hay gì đó không? Thì ra nó có hình dạng như thế này nhỉ? Daniel nói, như thể anh đang nói chuyện với chính mình. Ông có ý gì vậy? Tôi hỏi ông ấy. Cái thứ kinh tởm đó, nó không có thật, bà ta không có thật. Đó chỉ là một trong nhiều hình dạng khác mà thứ kinh tởm đó có. Daniel nói, ngay cả con gái tôi Lily. Daniel đột nhiên dừng lại. Không sao đâu bố. Diana nắm lấy tay bố và trấn an ông. Con gái tôi Lily. Daniel tiếp tục. Thứ đó cũng đang hành hạ con bé. Chúng tôi chỉ mới nhận ra gần đây thôi. Tôi đã bị sốc. Vậy thứ khiến Lily bị ốm suốt thời gian qua là thứ đó sao? Gần đúng lúc đó, Lily bước vào phòng. Cô ấy nhìn tôi và mỉm cười. Ông Humpty thích anh đấy, anh trai à? Lily nói với tôi. Ông Humpty muốn anh trai đi chơi với ông ấy. Đến đây. Trước khi tôi kịp trả lời, Lily đã bị một lực vô hình đẩy ra. Và cô ấy bắt đầu vùng vẫy chống lại thứ gì đó trên mặt đất. Như thể có thứ gì đó vô hình đang cố siết cổ cô ấy. Trước khi chúng tôi kịp với tới, cô ấy đã dừng lại. Cô ấy đã ngất đi. Daniel ôm cô vào lòng trong khi khóc. Ông ấy thì thầm điều gì đó mà tôi không nghe rõ. Sau đó, ông ấy đi ra khỏi phòng. Tôi có thể thấy Diana lấy tay che mặt, khóc. Tôi cố gắng an ủi cô ấy hết sức có thể. Khi cô ấy cuối cùng cũng bình tĩnh lại, tôi yêu cầu cô ấy kể cho tôi nghe mọi chuyện. Cô ấy kể cho tôi nghe chuyện gì đã xảy ra. Họ đang tổ chức tiệc nướng vào buổi tối, gần khu rừng với những người hàng xóm. Lily đang chơi với một vài cô gái cùng tuổi. Khi họ rời mắt khỏi Lily, cô bé biến mất vào trong rừng. Họ tìm kiếm cô bé khắp nơi, chỉ thấy cô bé đứng yên ở bãi biển phía nam lúc hoàng hôn. Cô bé đã hành động như vậy kể từ sự kiện đó. Cô bé thường xuyên bị ốm và không thể ra khỏi nhà. Theo Diana, họ ở một khoảng cách an toàn cách xa bãi biển phía nam. Cô không biết Lily đã đi đến bãi biển phía nam qua khu rừng như thế nào. Trong đầu tôi không hề có chút nghi ngờ nào về điều đó. Lily cũng đã trải qua những điều tương tự như tôi. Diana cũng nói với tôi rằng những người bị thực thể đó nhắm đến sẽ nhìn thấy nó ở nhiều dạng khác nhau.
Đối với tôi, đó là hình dạng của bà cô ấy. Đối với Lily, đó là một ai đó, thứ gì đó khác. Gianna kể với tôi rằng, có người đã bị một số tên côn đồ giết hại dã man ở bãi biển phía nam vào lúc hoàng hôn cách đây gần 40 năm. Tôi biết cô ấy đang ám chỉ điều gì. Chính linh hồn báo thù của anh ta đang ám ảnh bãi biển phía nam. Rõ ràng là tôi đã phải tiếp nhận quá nhiều thứ. Toàn bộ thế giới của tôi đã thay đổi chỉ trong vòng vài ngày. Trên hết, tôi biết rằng bất kể thứ đó là gì, nó vẫn chưa kết thúc với tôi. Sâu thẳm trong tim, tôi ước rằng thứ đó sẽ để tôi yên. Mặc dù tôi không muốn tin rằng nó là sự thật, nhưng tôi vẫn muốn tin. Tôi tự hỏi tại sao những người khác vẫn ổn, mặc dù họ đã đến bãi biển phía nam vào lúc hoàng hôn. Tại sao lại là Lily? Cho đến tận ngày nay, tôi vẫn không bao giờ biết được. Gianna dường như cũng không có câu trả lời. Những ngày sau đó, hoạt động này ngày càng tăng. Tôi nghe thấy tiếng cười, tiếng nói chuyện ở xa gần như mỗi lần tôi ra ngoài. Hoạt động bắt đầu diễn ra ở khắp mọi nơi trừ nhà tôi. Một ngày nọ, cốc cà phê của tôi bị một lực vô hình đẩy, vỡ tan thành từng mảnh khi rơi xuống sàn. Một lần khác, tôi thấy những bóng người di chuyển với tốc độ không thể tưởng tượng được. Vì vậy, tôi đã giảm thời gian ở bên ngoài. Việc liên lạc của tôi với Diana rất hạn chế. Tôi không thể nghe điện thoại của cô ấy, mặc dù tôi biết cô ấy đang lo lắng. Tâm trí tôi quá bận rộn với những hoạt động đang diễn ra với tôi. Hoạt động tại nơi làm việc của tôi trở nên tệ hơn khi tôi ngừng ra ngoài, trừ khi phải làm việc. Những bóng hình tôi nhìn thấy ở nơi làm việc của mình đã phát triển thành những thực thể không tự nhiên. Một ngày nọ, khi tôi đang làm việc ngoài giờ bình thường, không có ai khác ngoài tôi bắt gặp thứ gì đó ở khóe mắt. Trong một ô vuông cùng hàng với tôi, có một khuôn mặt giống như cái bóng không có đường nét nào ngoại trừ con mắt khổng lồ của nó. Chỉ có một nửa khuôn mặt của nó là có thể nhìn thấy. Tôi giật mình. Như thể nhận ra chuyển động của tôi, nó quay đầu trở lại ô vuông mà nó đang ở. Nó chỉ ở đó trong một khoảnh khắc. Tôi không rời mắt khỏi ô vuông mà nó đang ở và đi lên ô vuông đó. Điều làm tôi ngạc nhiên là buồng vệ sinh trống rỗng. Lúc đó tôi quá sợ nên định về nhà. Khi đến lối ra, tôi nhìn thấy một sinh vật. Vẫn là sinh vật lúc trước, với đôi mắt khổng lồ. Lần này, khuôn mặt của nó hiện rõ. Đó là một khuôn mặt méo mó. Cơ thể của nó giống như một vận động viên thể hình. Nó có 8 chân trên thân hình giống người. Nó trông rất giống một con nhện. Khi nhìn thấy nó, tôi nghe thấy tiếng phụ nữ cười khùng khục từ mọi hướng. Ít nhất, đó là điều tôi nhớ trước khi ngất đi. Sáng sớm ngày hôm sau, tôi thức dậy ở nghĩa trang mà không biết mình đã đi đến đó bằng cách nào. Tôi nhìn vào những phần có thể nhìn thấy của con phố. Không có ai xung quanh. Con số vì dù sao thì cũng là sáng sớm. Tôi nhanh chóng chạy về nhà, cơ thể đau nhức. Sau khi về đến nhà, tôi quyết định gọi cho ai đó, bất kỳ ai có thể giúp tôi. Tôi với tay lấy điện thoại trong túi, chỉ để nhận ra rằng nó đã biến mất. Tôi quá sợ hãi khi ra ngoài nên không thể quay lại tìm điện thoại. Vì vậy, tôi vào nhà và tắm. Cảm giác nặng nề mà tôi cảm thấy suốt thời gian qua đã biến mất ngay khi tôi bước vào phòng. Đó là lúc tôi nhận ra những vết thương trên cơ thể mình. Có những vết xước và vết bầm tím khắp nơi. Chuyện gì đã xảy ra với tôi đêm qua? Tôi tự hỏi. Tuy nhiên, hình ảnh của sinh vật giống nhện vẫn còn trong đầu tôi. Đôi mắt khổng lồ đó, khuôn mặt méo mó. Nếu có thể, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy sinh vật đó nữa. Sau khi tắm xong, tôi nằm trên giường và suy nghĩ. Không lâu sau đó, tôi nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình. Tôi mở cửa. Đó là Diana. Cô ấy trông rất lo lắng và buồn bã. Cô ấy yêu cầu tôi kể cho cô ấy nghe mọi chuyện đã xảy ra với tôi. Và tôi đã kể. Cô ấy gọi cho bố và kể lại toàn bộ câu chuyện. Cô ấy và bố đã đề nghị giúp tôi giải quyết tình huống này và tôi đã vui vẻ chấp nhận. Tôi nghe nói Lily đã trải qua trải nghiệm tương tự và với sự giúp đỡ của một số thầy trừ tà, nó không còn dữ dội nữa. Kể từ đó, tôi không ra khỏi nhà nhiều. Hiện tại tôi đang xin nghỉ làm. Cảm ơn Chúa vì được nghỉ phép. Tôi đã gặp một vài thầy trừ tà, nhưng tình trạng của tôi vẫn không cải thiện. Mỗi lần ra khỏi nhà, tôi lại thấy sinh vật giống nhện đó trong bóng tối, nhìn tôi. Đôi khi, nó biến mất. Đôi khi, nó chạy về phía tôi với tốc độ phi thường và tôi sẽ ngất đi chỉ để tỉnh dậy với những vết xước khắp cơ thể. À, và tôi cũng nhận ra rằng ở trong nhà sẽ tránh xa được nó. Vì vậy, tôi dành nhiều thời gian hơn ở nhà.
Diana giúp tôi nấu ăn và làm việc vặt. Cảm ơn Chúa vì tôi có một người bạn gái tuyệt vời như cô ấy. Tôi quá sợ để ra ngoài nữa. Đồng thời, tôi muốn thoát khỏi lời nguyền này, ma, nhện hay bất cứ thứ gì. Vì vậy, tôi sẽ ở lại nơi trú ẩn an toàn của mình, cho đến khi những người trừ tà có thể giúp tôi thoát khỏi thực thể này.